Em lại xin chào tất cả các bác nhé. Trong video clip ngày nay em lại lên chia sẻ một số mặt hàng con giống. Trong clip ngày nay thì quyết định là cũng không giữ giá nữa. Em sẽ chia sẻ và giảm giá kịch sàn cho toàn thể các bác anh chị em siêu tầm. Thời tiết thì hôm nay nó hơi nắng nóng khắc nghiệt một chút. Thì bác nào mà có nhu cầu thì cứ việc alo chốt đơn. Còn mọi chi tiết thì các bác liên hệ một trong hai số điện thoại trên màn hình. Thì trong clip lần này em sẽ tiếp tục giảm giá, quyết định là cũng không giữ giá làm gì nữa. Vì thực ra bây giờ mình bán được cái gì thì bán thôi, cũng không nên giữ giá. Thì trước màn hình các bác anh em, đây là một cái chậu á mắt châu lưng xanh. Cái chậu này thì hôm nay là nó nở ngày thứ hai, nó rất là đẹp, hoa nó rất là thơm. Mắt châu bốn mầm gốc rất là đẹp, và cái chậu này thì lá nó là cái dòng lá mít luôn. Lá nó xếp rất là đẹp các bác nhé, bốn mầm luôn. Đây là hai mầm, đây cũng là một mầm, đây cũng là một mầm, là bốn mầm. Hoa thì nó thơm, đặc trưng của dòng á mắt châu rồi. Hoa nó rất là đẹp. Hôm nay chia sẻ cho các bác anh em cái giò này là 1.500.000 đồng. Đó, to trà bá luôn. Nếu mà các bác anh em mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho Lan Va Cao Phong. To đẹp, khỏe như châu luôn. Con châu là đầu cơ nghiệp, nó rất là to các bác nhé. Cái này đóng hàng nó rất là vẩn, chuyển rất là khó. Nếu bác nào mà có nhu cầu lấy thì gửi xe thôi. To đẹp, gửi xe các bác nhé. Trên thân thì có rất là nhiều cây. Và sau đây thì cũng không làm mất thời gian, đi vào chi tiết từng đơn hàng, phân khúc tầm cao đến bình dân. Đây cũng là một cái chậu bầu mít tố đan, hay còn gọi là năm trắng tố đan. Thì cái chậu này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây. Bác nào lấy thì em chia sẻ cho 300.000 đồng thôi nhé, cho bác siêu tầm. Đó, ở đây có hai kỳ thảo nguyên chưa trồng được, như bộ rễ thì nó rất là khỏe rồi. Hôm nay bác nào lấy thì em lấy 400.000 đồng một kỳ nhé. Đó, hai kỳ này là 800. Đó, chiều nay mới cho xuống trồng được. Cho bác anh em mà có nhu cầu cứ việc alo nhé. Tiếp theo là cái giò Hà Tĩnh, năm trắng Hà Tĩnh này. Cái giò này thì chia sẻ 700. Ba mầm gốc, hai thân mẹ, nay giảm giá cho các bác nhé, 600.000 đồng, to trà bá luôn. Đó, tiếp theo là cái giò số 2 vẫn là Hà Tĩnh, 600.000 đồng, nay lấy các bác 500, đẹp khỏe nhá. Đó, bác nào sưu tầm thì alo. Trên thân này thì có rất là kỳ, nhiều kỳ, và đang có nổ rồi. Cái này có kỳ có nổ này, đây cũng đang có nổ rồi các bác này. Đấy, thân rất là to. Tiếp theo là phân khúc tầm cao, cao, thấp. Trước màn hình các bác anh em, đây là một cái chậu bạch tuyết, hồng á hậu, chia sẻ 1.500.000 đồng. Kỳ 52 nó rất là đẹp. Hôm nay em giảm cho các bác là còn 1.2 nhé. To, lực trà bá luôn, 1.200. Đó là một con nhu cầu thì alo. Giò số 2 vẫn là hồng á hậu. Cái giò này thì có một mầm gốc và một kỳ trên thân. Đó, cái kỳ này, cái mầm gốc này sen ăn rồi. Kỳ này to, lực khỏe nhá. Bác nào lấy thì chia sẻ giá 500 nhá, rất là yêu thương, 500.000 đồng. Cắt luôn cho các bác từ cái khúc này. Đó, còn là cái kỳ này, còn phần còn lại là cái phần bên này, chia sẻ cho các bác là 1.200.000 đồng nhá. Kỳ này thì 500, khỏe rẻ đẹp luôn, cực kỳ luôn. Đó, các bác có thể gửi tại vườn được. Tiếp theo là bạch tuyết 1.6, nay lấy các bác 1.4. Cây rất đẹp, rất lực, rất khỏe nhá. Cái này nó còn một mắt ngủ nữa này, như cái mắt này thì nó không lên được đâu. Như được cái là nó khỏe, nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, khỏe, bộ rễ là cực kỳ khỏe luôn, 1.600.000 đồng, lấy các bác 1.4. Đó, tiếp theo đơn số 2, 1.800.000 đồng. Đẹp, khỏe, rất là lực, chia sẻ cho các bác 1.8, lấy các bác 1.500.000 đồng. Đó, các bác có thể cân nhắc tài chính. Hai đơn cắt khung tự nhiên khỏe nhá, kia còn hai đơn nữa. Tiếp tục vẫn là hồng á hậu. Cái đơn này thì nó là đơn số 7, 2.500. Nhưng mà nó được hai cái mầm gốc rất là lực, rất là khỏe luôn. Chia sẻ cực kỳ yêu thương cho các bác anh em nhé. Giá là 2,5 triệu đồng, hôm nay lấy các bác là 2 triệu đồng.
Đó, các bác có thể nghiên cứu cân nhắc nhé. Tiếp tục là đơn số 8 Hồng Á Hậu 1.500.000 đồng, ghi năm nhất. Đơn này thì hôm nay lấy các bác là 1.000.000 đồng nhé, giảm 500.000 luôn. 1.000.000 đồng, 1.500.000 lấy các bác 1.000.000 nhé. Á Hậu thì bây giờ nó chỉ có 100.000 sen thôi, thì cây này nó cũng đã trên 10 sen rồi, 10 sen, trên 10 sen thì nó cũng chi vào 100.000 thôi. Đó, các bác mà có nhu cầu liên hệ nhé. Á Hậu 100.000 sen thôi, nó rất là rẻ. Hồng Yên Thúy thì bây giờ nó có 15.000 với 20.000 thôi. Đơn số 9 vẫn là Hồng Á Hậu 1.200.000. Đơn này lấy các bác là 900.000 nhé. Quá yêu thương luôn. Tiếp tục là một đơn 5 cái trắng mắt trâu. Đơn này ngày hôm qua bán 5.000.000, hôm nay bác nào lấy cực kỳ yêu thương, 3.500.000 đồng nhé, không giữ giá nữa. Còn đây còn 2 kg phú thỏ, bác nào lấy nốt thì lấy 200. Quá là yêu thương rồi. Đó, tiếp tục mời các bác đi vào cái phân khúc tầm cao. Đây có một cái số 4 Hồng Bồng Lai 2.200.000. Hôm nay giảm cho các bác còn 2.000.000 nhé, các bác cân nhắc nhé. Đấy, hai đơn 52 khỏe thôi. Đơn số 5 cũng là Bồng Lai, hai đơn này bằng tiền nhau, 2.200.000 lấy bác 2.000.000. Đó, bác nào mà lấy được đơn nào thì cứ việc alo nhé. Và tiếp tục, ôi dồi, đây có một cái chậu ho này, nó nở lần hai các bác này, mặt hoa cực kỳ đẹp. Đó, chậu trước em bán 2.000.000 này, hôm nay bác nào lấy em xả nốt cho 4 bông gốc. Cái chậu này nó rất là đẹp, nó vào 1,5 m trên thân này, các bác có thể làm được rất là nhiều kỳ này. Đó, trước là nở một bộ rồi, hôm nay nó nở này. Đó, hoa chính chủ luôn, các bác yên tâm chăm sóc. Đó, hoa rất là đẹp, chia sẻ cực kỳ yêu thương nhá. Hôm nay nở ngày đầu tiên đấy, bây giờ mới lên giàn. Sáng vừa hôm qua về đi chuyên lãm về, đâm ra là muộn quá, thế thì sáng nay đóng hàng mới gửi cho các bác được. Bây giờ mới có thời gian quay, thì cái đơn này chia sẻ với các bác là 1.000.000 đồng. To chà vá luôn nhá, giò này to kinh khủng luôn ạ. Trước là em bán 2.000.000. Đấy, hoa chính chủ luôn, 1.000.000 đồng. Đó, các bác mà có nhu cầu thì cứ việc alo nhé. Phải nói là hoa đẹp, rất đẹp. Đó, 1.000.000 đồng với giò HO. Tiếp theo là Hồng Bồng Lai, đơn số 6, 1.500.000 đồng. Hôm nay giảm cho các bác nhé, lấy các bác là 1.200.000 đồng. Đó, các bác cân nhắc. 1.200.000. Đơn số 7 cũng là Hồng Bồng Lai, hai đơn nhá. Đây là có 4 đơn các bác này, quay rất là lâu rồi, nó vào nửa tháng này rồi. Các bác sợ đắt tiền hay là giống nó không chuẩn thì cái đấy thì cũng không biết được. Nhưng mà thực ra Hồng Bồng Lai trên thị trường nó có rất là ít. Còn nếu mà bán cho các bác 500.000, nghề bán 10kg luôn nhá, nhưng không có Hồng Bồng Lai nhá. Thị trường nó không có nhiều, xin nhấn mạnh các bác là thị trường nó không có nhiều. 1.500.000 lấy các bác 1.200.000 này. Con này là con số 7, cũng là 1.500.000 lấy các bác 1.200.000. Các bác có thể cân nhắc nhá. 4 đơn duy nhất. Tiếp tục là Bạch Tuyết số 15. Đơn này là 1.300.000. Khi các khúc tự nhiên đẹp khỏe. Này lấy các bác 1.000.000. 1.000.000 nhá. Đấy, rất là yêu thương rồi. Đơn số 16 vẫn là Bạch Tuyết 1.000.000 nhá. Còn các bác mà mua Bạch Tuyết như này 500.000 không có đâu. Nó bé này này các bác là không phát hiện được đâu. Nó nhìn nó rất là, người ta bán HO cho các bác cắt khúc cầm tự nhiên ạ. Nó rất là giống HO thì thực ra là nếu mà để so như lúc nó bé này rất là giống, như đặc trưng của Bạch Tuyết thì nó khác biệt một chút các bác nhé. Nó khác biệt một chút. Nếu còn các bác là tham gì mà 500.000 thì nó là HO thôi, 400.000 không có đâu. Đấy là nói rất thật với các bác, nên là các bác cân nhắc nghiên cứu nhé. Đó, hai đơn này bằng tiền nhau nhé. Tiếp theo là một cái đơn Bạch Tuyết số 17. Đơn này gió bay mất cáp rồi, quạt nó gió nhiều về đêm, gió nó bay. Đơn này thì chia sẻ cho các bác này, giá yêu thương thôi. Trước là em bán 2.800.000, nay em chia sẻ nốt 2.500.000 đồng mầm gốc nhé. Rất là đẹp, rất là lực khỏe luôn. 2.500.000 đồng, cây này ăn nắng 100% nhé. Đây là có một đơn số 20 Kiều Phi Yến, đơn này thì có 300.000 thôi. Hồng Minh Châu đơn số 21, 800.000 đồng, lấy các bác 600. Đó, các bác có nhu cầu thì cứ việc alo trực tiếp cho em. Đó nhá,
Còn ở đây là có hai cái kỳ nữa, mỹ nhân. Cái kỳ này thì nó mất mầm gốc và nó có kỳ trên thân này. Đó, cái chậu này nữa, đây này, mỹ nhân này. Cái này là bán được, cái này nó vẫn chuyến nó gãy này. Đấy, xấu thì không muốn quay lên. Đấy, bác nào lấy cả hai chậu này nhá, đẹp khỏe, lấy các bác là 300.000 đồng hai chậu hồng mỹ nhân nhá. 1, 2, coi như mấy chậu 150 nhá. Còn gì nó cắn cái lá nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì các bác nhá. Đấy, mà các bác mà có nhu cầu thì cứ việc alo trực tiếp. Đây có một con hồng á hậu này. Đấy, cái con này thì nó rộng lá rồi nhưng mà mầm gốc thì nó lên rồi các bác nhé. Đấy, nó lên rồi, nó được có một mầm thôi các bác à. Đấy, cái đơn này bác nào lấy thì em lấy yêu thương thôi nhá, vừa bán vừa xả chia sẻ cho bác này. 700.000 đồng một đơn duy nhất nhá, 700.000 đồng nhá. Kỳ 52 này, trên thân này về các bác làm được tầm 3 kỳ, mầm gốc nó rất là khỏe nhá. Đó, các bác nghiên cứu cân nhắc, nếu mà có nhu cầu thì cứ việc alo cho em. Và ở đây có một cái giò mít nữa, giò mít núi ngọn Xuân Sơn. Hôm nay nó cũng là nở ngày đầu, như giờ này thì nó cũng ngần ngủ rồi. Đấy, nó có 2-3 bông này, nó đẹp. Đấy, mặt hoa mít Xuân Sơn thì nó rất là đẹp rồi, nối ngọn đi rất là lực luôn. Đó các bác anh em nhá, 2, 4, 5, 6 mầm gốc. Bác nào lấy thì em lấy cả cái giò này to chà bá như này, quay xa cho các bác một chút này. Đó, to luôn, 2.500.000 đồng các bác nhá. Đó, 2.500.000 đồng. Cái này hôm qua định mang truyền lãm nhưng mà lại không mang. Đó, mầm gốc bán lá thì nó cực kỳ đẹp rồi, mít Xuân Sơn nó rất là nổi tiếng rồi. Các bác mà có nhu cầu thì cứ việc alo. Hoa nở tự nhiên này. Đấy, sắp tàn rồi. Cánh rất là bè, rất là đẹp luôn. Các bác các anh em nhé. Đó. Và video xin được kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn toàn thể các bác các anh chị em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ đồng hành cùng Lan Ba trong suốt thời gian qua. Xin kính chào và tạm biệt toàn thể các bác các anh chị em nhé.